Hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2020 nhé. Chúng em có lên lô cần lua và cần 2 khúc 3 khúc cho anh em tham khảo luôn nhé. Thì cái lô này hàng lua là hàng tuyển đấy nhé. Có một cây đầu tiên là nó hơi xấu, hơi chầy thôi. Thì em vô chi tiết thì em sẽ chỉ cho. Còn lại là hàng đẹp không ấy. Hàng 2 khúc 3 khúc này cũng hàng ok hết. Đấy, chủ yếu là hàng tuyển. Rồi em sẽ vô chi tiết từng cây nhé. Anh em nào muốn đặt hàng thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Đấy. Cái đầu tiên này là một cái cần máy ngang nhé anh em. Cần máy ngang nhé. Đấy, cần này cần máy ngang. Bát này là bát Fuji nhé. Bát Fuji Japan nhé. Khoen này, khoen Fuji. Thì con này nó lua từ, nó chiều dài là 1m8. Nó lua từ 5 tới 21 gram nhé. Line từ 8 tới 10, 20 pound. Đấy, lực tải cá của nó cũng khá là cao nhé. Nó sản xuất tại Korea. Nó ghi action là medium. Nhưng mà con này thực tế ra nó cứng tầm ML thôi nhé. Chưa tới medium đâu nhá, chưa tới M đâu. Đấy. Thì nó có chày chày mấy miếng ở đây này. Nó lóa khó thấy. Đấy, nó chày miếng đây. Chày miếng sơn thôi nhá. Đấy, chày miếng sơn này. Chảy sơn ngoài nhé. Đấy, 1, 2, 3 miếng rồi. Đấy, đây miếng nữa 4 này. Vết này vết chảy sơn nhé. Còn phôi thì không có ảnh hưởng gì hết. Đấy. Thì cái này là để có chảy miếng sơn nữa này. Thì cái này là chảy sơn bóng bên ngoài. Nói chung là tổng thể thì nó cũng còn ok nhé. Có chảy sơn đấy. Em báo rõ cho anh em luôn. Thì con này em bán giá là 8, mã là 80 nhé, giá là 400 ngàn nhé. Khoen bát Fuji, dài 1m8, cứng ML. Nó ghi action là M nhưng mà con này cứng tầm ML thôi, hơn ML một chút thôi. 400 ngàn nhé, 1m8, máy ngang. Nó có một vài vết chày thì nhìn tổng thể cũng còn ok nhé. Rồi, tiếp tới là con mã 81. Mã 81 này là một con cần đáy hoa. Con Daiwa này là Daiwa Phantom nhé. Cũng là một con cần máy ngang. Khoen Fuji. Bát này là bát của Daiwa. Đấy, Daiwa Phantom này. Chiều dài là 1m8 nha anh em. Nó lua từ 5 tới 18 gram này. 6 tới 14 pound. Nó ghi action là L. Nhưng mà con này nó lại cứng nhá. Nó cứng tầm M á, đây qua này. Nó ghi action là L nhưng mà nó cứng tương đương với M nhá. Em nói thông số, nói chung là em so sánh là so sánh cái độ cứng thực tế của nó nhá. Chứ nhiều hãng nó ghi L nhưng mà nó rất cứng. Nhưng mà nhiều hãng thì nó ghi M nhưng mà nó cứng tầm ML thôi. Đấy, cho nên là em sẽ vừa nói thông số ở trên cần, vừa báo độ cứng thực tế cho anh em luôn nhé. Cho anh em nắm rõ để mua cho nó dễ nhé. Chứ nhiều khi thông số N mà về thấy mềm lại không có chơi được. Hoặc là thông số L mà nó lại về nó lại cứng không có chơi được. Đấy, nhiều thể loại. Cho nên là báo thực tế là tốt nhất nha anh em. Đấy, đây là nó ghi thông số L nhưng mà nó ghi là action L nhưng mà nó cứng tầm M nhé. Và con này được sản xuất tại Taiwan này, Daiwa này. Bằng tem vàng xuất Nhật. Khoen này khoen Fuji nhé. Tình trạng còn rất là mới. Có chảy sơn này miếng này. Tình trạng còn khá là ok ấy. Đây hoa ban tôm.
Con này dài 1m8, cứng M nhé. Thì con này mã 81. Mã 81 này giá là 500 ngàn nhé. Cứng M. Đến con 82. 82 này là một con cần máy ngang luôn nhé. Con này thì còn rất là đẹp nha anh em. Cái nước sơn của nó còn rất là bóng bẩy. Đấy. Carbon xoắn nhé. Bát này bát của hãng. Đấy, thông số của nó nhé. Chiều dài là 1m8 này. Action của nó là ML nhé. Medium light. Cân nặng của nó là 107g một lạng ấy. Lua của nó từ 6 tới 14g mà line của nó gì đây? Lua line nó này, lua này 4 tới 1/4 tới 5/8 OZ này. Còn line của nó là từ 4 từ 6 tới 14 pound. Đấy. Hàng còn rất là đẹp. Các con xoắn nhé. Hàng còn rất đẹp. Quen Fuji nhé, bát hãng. Con này cứng ML. Độ mới là 95-98% nhé. Mã này mã 82, giá là 600 ngàn nhé. Máy ngang. Tiếp tới con mã 83. Con 83 này cũng cực kỳ là mới nhé. Mới 95%. Còn cả cái bọc ni lông của nó. Bát này bát của hãng nha, hai carbon rock. Hai carbon rock là carbon xoắn. Rock carbon xoắn hay là carbon bền, độ bền cao. Đấy, carbon xoắn nhé. Nó lua từ 3 tới 15g nha anh em. Và line của nó từ 3 tới 15 pound luôn. Con này được đi dòng khoen là Fuji xứ xám nhé. Fuji xứ xám. À, khoen này khoen xứ xám của hãng thôi nhé. Chứ không phải Fuji nhé. Xứ xám của hãng đó. Nó làm giống như Fuji luôn. Đấy. Thì con này á, em bán giá là 600. Nhưng mà em sẽ để cho anh em giá 550 nhé. Để anh em giá 550 nhé. Và hàng, toàn bộ hàng đây là chưa bao gồm phí ship nhé. Phí ship 40.000 trên một đơn. Rồi, bắt đầu. Có 4 cây là máy ngang thôi nhé. Còn lại là máy đứng. Tiếp tới con này. Thì con này là một con cần hàng này còn rất là đẹp. Và cần này thì nó được sản xuất tại Taiwan. Xuất Nhật tem vàng nhé. Đấy, tem nó dán đây này. Đấy. Hàng này còn rất là đẹp. Khoen Fuji nhé. Carbon xoắn. Bát Fuji tem vàng đời mới. Này. Đấy, chiều dài là 1m8 nhé. Lua của nó từ 5 tới 21g. Lua của nó từ 5 tới 21g nhé. Và line của nó từ 6 tới 10 pound. Con này là made in Taiwan này. Đấy. Carbon xoắn nhé.
Để bao của con này là 30 nhá. Quen Fuji thì 330. Đấy. Và độ cứng con này tầm L nhá nhá. Lua từ 5 tới 21 gram mà mềm nhá, mềm tầm L á. Mềm L nhá. Gần UL luôn, L ạ. Này anh em lua theo kiểu ultralight hoặc là lua suối cũng ok ấy. Hàng còn đẹp, ok lắm ấy. Đấy, thì con này là mã là 84 nhé. Mã 84 là giá là 750.000. Khoen bát Fuji. Rồi. Tiếp tới con mã 85 này. Một mã 85 là một con King Spin đấy. Bát hãng Khoen Fuji. King Spin này. Thông số của nó là 1m8. Lua từ 2 tới 18 gram nhé. Line từ 4 tới 12 pound. Sản xuất tại Korea xuất Nhật. Đấy. Quen Fuji nhé. Con này độ cứng là ML á. Chiều dài 1m8 nhé, khá ok, phổi nó cũng đanh nhá, nó không có võng. Mã là 85 nhé, giá là 600.000. Rồi, tiếp tới một con hàng bao đẹp bao chuẩn nhé, bao xịn sò luôn ạ. Nói chung là không phải là hàng xịn sò, gọi là hàng chọn sò nhất, nhưng mà cũng là hàng tầm cao của Shimano nhé. Con này là mới tinh luôn nha anh em, mới keng luôn đấy, nhìn không thấy vết chày nào hết đấy, gần như mới 98% luôn nhá. Đấy, còn cả cái bọc ni lông. Bát này là bát của Shimano mà, Khoen Fuji nhá. Đấy. Hàng tem vàng xuất Nhật, có mã code. Rồi con này là Shimano Bát 1XT nhá, nó line từ 4 tới 8 pound này, lua từ 2 tới 12 gram này, chiều dài là 1m8 và độ mới của nó là 98-99% luôn nhé. Đấy. Và độ cứng con này em rảy coi nào. Con này cứng tầm ML nhé. Đấy. Đẹp, con này đẹp dã man luôn đấy. Mới cứng. Đấy. Con này là mã 86 nhá. Mã 86 là 900.000. Rồi, tiếp tới cũng là một con Shimano luôn. Hàng này hàng là XT. Tình trạng cũng còn khá là đẹp. Đấy, cái bát này thì nó vận chuyển nó cạ vô này. Đấy không? Cạ vô nó bị chảy sơn đây. Con này được sản xuất tại Indo nhé, Shimano. Mã code là 31390.
Đấy. Nó lai từ 4 tới 8 bao, lua từ 2 tới 12 gram. Và chiều dài là 6 feet 6 inch. 6 feet 6 inch tầm 1m98 nha anh em. Khoen là khoen Fuji. Đấy, khoen Fuji chân cao inox đời mới. Độ cứng này tương đương với ML nhé. Độ cứng này tương đương ML. Cán nó dài nhé. 1m98. Thì con này là mã là 87 nhé, giá là 850 ngàn. Shimano EXG HXT. Phôi đanh. Tiếp tới có một cây hàng hệ nhé. Con này là con Daiko. Nó là cắm gốc. Cắm gốc lỡ à, cắm gốc 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 à, cắm cái gốc bát này. Bát này là bát Fuji đem vàng này. Daiko hàng nội địa Nhật nhé. Nó ghi thông số là L nhé. Nhưng mà phôi nó đanh đó, nó chỉ mềm cái đoạn đọt này này, đó, nó chỉ mềm như đấy. Còn lại nó đanh nhé. L nhưng mà em thấy nó tương đương ML đấy. Đây, 6 feet là 1m8 nhé. 1 phần 8 tới 3 phần 8 OZ này. 4 tới 10 pound Daiko. Khoen là khoen Fuji Xích Gold nhé. Chân vàng á. Phụ xứ xích nhé. Đấy, xứ cực kỳ đẹp. Đấy, thì con này mã là 88 nhé. Mã 88 con này giá 1 triệu mốt nha anh em. Con này thuộc hàng hệ, hàng dòng đời cao, hàng cao cấp á. Rồi, tiếp tới con 89. 89 này là một con cần ép ly nhé. Đấy. Bát nó như này. Carbon xoắn nhé. 8 feet là 2m4 nhé. Đấy, bắc 5 tới bắc 6 nhé. Đề ba của nó là khoen Fuji lõi xứ xứ nâu nhé. Thì con này là chỉ có đề ba là khoen xứ thôi. Còn lại nó dây là dây thép, dây kim loại nhôm gì đấy, inox hay nhôm gì đấy. Đấy. Con này là mã 89, giá là 400 ngàn nhé. Rồi, tiếp tới con 90. Con 90 là một con cần của Kenwrap luôn, hàng nội địa Nhật nhé. Đấy, bát của nó như vậy. Carbon xoắn nhé. 8 feet. Cũng tầm 2m4 nhá anh em. Kenwrap này. Hàng nội địa Nhật nhé. Thì line của nó là Bắc 4 nhé. Đấy. Con này là giá là mã là 90 nhé. Mã 90 giá là 500 ngàn nhé. Hàng mới 98% ấy. Rồi, con này cũng vậy luôn. Mã 91. Cũng là một con cần carbon xoắn. Đây nó có cái bát bằng gỗ đẹp không? Bát vặn nhé. Đấy, nhét chân vào đây này. Cái này là 7 feet 2m1 nhé. Bắc của nó là bắc 3 và bắc 3 tới 4 nhé. Đấy, carbon xoắn. Đề ba của nó cũng là đề ba khoen xứ Fuji nhé.
Con này nó cũng có giá là mã 91, giá cũng là 500 ngàn nhé. Rồi, mã 92. 92 này là một con cần Ryobi nha anh em. Đấy. Khoen Fuji xứ xám nhé. Tình trạng cần còn rất đẹp, các con xoắn. Bát Fuji đem vàng. Đấy. À, này là Korea xuất Nhật tem vàng nhé. Ryobi này. 3m35 nhé. Chiều dài là 3m35 nhé. Nó không ghi thông số lua. Để em thử jet vào em rảy coi nó được cứng được bao nhiêu. Cứng này tầm ML nhé. Cứng hơn ML chút nhé. Cho anh em lua gành hoặc lua biển hoặc là lua chém cũng ok. Lua lóc cũng được. Con này dài 3m35. Đề ba của nó là cao nhé. Đề ba chân cao. Ba khúc. Độ cứng của nó tầm ML. Con này, cái dòng này nó sức chịu tải nó cao lắm á. Không thấy nó ghi thông số nhưng mà em chơi dòng này mấy lần rồi em biết sức chịu tải của dòng này khá cao. Đề ba này lớn dữ thôi. Đề ba này 30 nhé. Đấy. Tình trạng tầm 95%. Đấy, nó ghi là action của nó L nhưng mà em thấy nó tầm ML nhé. Con này là mã 92 nhé. 92 này giá 1,1 triệu. Rồi, tiếp tới con 93. Con 93 này thì phù hợp cho anh em đánh bè hơn nhé. Là một con cần Daiwa. Tình trạng rất là đẹp. Daiwa. Daiwa này carbon Haya. Khoen Fuji. Bát Fuji nhé. Độ cứng là 25 và dài là 2m1. Taiwan xuất Nhật tem vàng. Thì hàng Haya của Daiwa này chủ yếu nó sản xuất nhà máy tại Taiwan đó. Cái đời này. Đấy, con Haya cực kỳ đẹp. Đọt là đọt tháp cho anh em câu bè, câu biển. Đấy. Câu cá hanh ở Bắc hoặc là cá chát của trong Nam này. Đấy, mấy cái dòng cá câu rất ok. Phôi đanh nó chỉ mềm cái đoạn đọt thôi, phôi nó cứng nó chỉ mềm cái đoạn đọt đó. Mã 93 là giá 800 ngàn nhé. Tiếp tới con mã 94. Mã 94 thì cái gốc này nó có xước nhé, chỉ đoạn gốc này thôi này. Đấy, kiểu nó cà, nó đi đánh nhiều, nó cà vào mấy cái dựng cần đó. Độ cứng là 30 tới 50 carbon xoắn. Khoen Fuji, bát Fuji nhé. Khoen Fuji, bát Fuji. Chiều dài là 2m4. Đọt là đọt tháp nhé. Đấy, đọt này tầm 30 nhé. Còn dưới thân nó cứng nhé. Con này là mã 94, giá là 900 ngàn nhé. Rồi, tiếp tới một con của thằng Olympic nhé. Olympic. Carbon xoắn. Tình trạng phôi còn rất đẹp nhé. Đấy, bát này bát Fuji tem vàng. Khoen Fuji nhé. Đấy. Chiều dài là 3m, độ cứng là 30. Tem vàng. Hàng Ryobi này, hàng Olympic này là hàng nội địa đấy.
Bu này là bu Fujisic luôn nhá. Độ cứng 30 nhá. Thì con này mã là 95 nhá, mã 95 là giá 1 triệu. Rồi, tiếp tới con mã 96. Mã 96 này là một con cần Daiwa. Và một dàn khoen của nó là dàn khoen Fujisic nhá. Đấy. Dàn khoen này chất lượng. Daiwa này là Daiwa carbon Haya này. À, cái đoạn Haya màu đen này á thì nó quấn chỉ màu đen này. Cái này là nguyên bản 100% nhé. Đấy, còn chỗ màu trắng thì nó quét một cái lớp lớp mạ trắng lên đây này. Đấy, có hai cái đoạn khoen này nó nằm ở chỗ cái đoạn Haya thì nó sẽ quấn màu đen này cho nó hợp tông. Còn lại là quấn màu bạc. Đấy. Con này là Daiwa nhé. Bát của nó là bát của Daiwa. Độ cứng con này là 50 và chiều dài là 3,9 m nhé. Đấy. Mã cốt này. Bát Fuji à, khoen Fujisic luôn này. Đấy, có chân này nó bị úa vàng cái keo nhé, không phải là do bị sét, không phải là sét chân khoen đâu nhé, mà cái keo á, nó lâu ngày nó úa vàng á. Đấy, có một vài chân nó úa vàng này. Còn phôi cũng khá là ok, một dàn khoen Fujisic hết nhé. Đấy, carbon là carbon Wicker Pomade. Thì mã con này là mã 96 nhé. 96 này con này giá 1,3 triệu. Rồi. Tiếp tới con mã 97. Mã 97 này con cần rất là đẹp nhé. Cần Holder Lock. Lock mà không thấy chữ Daiwa, không biết có phải là của Daiwa hay không, mà nó có chữ Holder Lock này. Đấy. Carbon xoắn nhé. Rất đẹp. Khoen này là khoen lá. Khoen là khoen lá. Khoen lá Fujisic nhé. Bát là bát Fuji này. Độ cứng con này tương đương với khoảng 80 nhé. Độ cứng con này tương đương 80 nhé. Tình trạng tầm khoảng 95-98% nhé. Còn rất đẹp. Đọt thì xoắn tới ngọn luôn. Đấy, nó được sản xuất tại Korea nhé. Chiều dài là 2,5 m. Chiều dài 2,5 m, độ cứng 80 nhé. Khoen Fujisic lá, bát Fuji. Thì con này là mã 97, giá là 1,5 triệu nhé. Đấy. Tiếp tới là một con cần của thằng Navigato nhé. Đấy. Bẹp luôn cái ghế rồi. Đợi em xíu nhé. Chết chờ. Đấy, con này là con cần Navigato nhá. Phôi còn rất là đẹp. Khoen này khoen Fuji sứ xám này. Bát Fuji tem vàng. Navigato chiều dài là 2,5 m. Thì mấy cái chữ tem của nó thì nó hơi cũ, nhưng mà cái phôi nó còn rất đẹp nhé.
phôi hầu như là không có chảy xước luôn đó. Đấy. Khoen Fuji sư xám. Bu này là bu Fuji 6 nhé. Độ cứng con này tầm khoảng 60-80 ấy. Đấy. Nó chỉ mềm cái đoạn đọt này này. Nó tầm khoảng 60-80 ấy. Con này anh em câu biển thì bá cháy hoặc là câu ngâm lăng xê. Mã này mã 89 nhé. Giá là 1,1 triệu. Navigato, thương hiệu nội địa Nhật. À. Tiếp tới là một con mã 99. Con này dài bao nhiêu ta? Con này dài 3 mét nhé. Con này thì mềm, phù hợp anh em đánh bè. Con này mềm tầm khoảng đọt này đọt tháp này, đọt này lên nó tháp này. Mềm tầm khoảng 20 nhé. Đấy. Mềm tầm khoảng 20, 25, 20 thôi. Cần này giống như là cần dựng ở bên Nhật đó. Không thấy ghi thông số thương hiệu gì hết á. Phôi là phôi carbon nha anh em. Đấy, khoen là khoen Fuji sứ xám này. Bát Fuji tắc, bát Fuji tem vàng nhé. Chiều dài 3 mét và độ cứng tầm 20. Cái này cần dựng bên đây thôi chứ không, nếu mà của hãng là nó sẽ ghi chiều dài, độ cứng và tên hãng, nhưng mà cái này thì nó không thấy ghi. Đấy. Cái này cần dựng. Cái keo nó quét nó màu đục đục. Ba mét cứng 25-20. Quen bát Fuji. Mã là 99, giá là 850.000. Rồi. Tiếp tới một con này là con cần của thằng Olympic. Cần này là cần thương hiệu của Olympic. Olympic hay Ryobi nhỉ? Olympic chứ. Khoen này khoen Fuji sư xám nhé. Chiều dài là 2,4 m. Và độ cứng con này tầm khoảng 80 nhé. Cứng lắm ạ. Đọt này cứng 80. Con này chắc chắn 80 luôn. Cứng. Nó chỉ cứng cái đoạn này thôi này. Nó chỉ mềm cái đoạn này. Nhưng mà mềm của nó là mềm 80. Đọt đọt tháp. Anh em đánh biển thoải mái. Dài là 2,4 m nhé. Con này là của Ryobi hay là Olympic gì nhỉ? Quên mày. Kệ đi, nó là hàng nội địa Nhật đấy. Đấy, nó có cái cán cầm vân 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 này. Cái này là dòng đánh biển nhá. Bát này là bát Fuji tem vàng. Ở dưới này là cuốn một lớp lớp mây. Dài 2,4 m, cứng 80 nhá. Cứng ngắc. Đọt tháp cứng 80. Mã là 100 nhá. Mã 100. Giá là 1,1 triệu. Rồi, con cuối cùng. Con cuối cùng này là con mã 101. Con này thì nó có chút xước xước răm nhé. Cái nắp chụp inox chụp đồng này á, anh em về lấy nhám bo màu, bo hết cái màu trắng này đi, nó ra cái màu đồng nó đẹp. Hàng Maxstar này thì hàng nội địa. Trước em bán một cây giá 1,5 triệu rồi. Thì con này nó xấu hơn chút thì em bán rẻ hơn cho anh em.
Nói chung cũng tương đối nhá, nó có một vài chỗ sức dăm nữa. Khoen này, khoen Fuji xích lá này, bát Fuji đem vàng. Độ cứng là 50 và dài 3,3 m nhé. Anh em mà đánh sạch cái ten mạ inox là nó ra cái chụp đồng nhé. Màu đồng đó. Lấy bo, lấy nhám bo cái là nó đẹp ngay à. Đấy, dàn khoen cực kỳ là chất lượng nhé, Fuji xích lá. Thì mã con này là mã 101 nhé, giá 1,2 triệu. Cứng 50 dài 3,3 m nhé. Đấy. Có sức dăm nhé. Đây là cái gì đấy, cái keo dính vô nhé, chứ không phải chóc sơn đâu nhé, keo mới dính. Đấy. Keo thì dính vô đây. Cạo ra. Rồi. Thì hôm nay em chỉ lên như đây cây nhé. Anh em nào muốn đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856, hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Rồi chào toàn thể anh em gần thủ, và hẹn anh em vào clip sau nữa nhé.